Điểm tin bóng đá mới nhất, Atletico Madrid tạo bom tấn với sao trẻ của Benfica. Inter Milan đề nghị MU cho mượn Lukaku. Indonesia liên minh với Australia để chạy đua đăng cai World Cup 2034. Hà Nội, Bình Dương gây chấn động AFC Cup. Đó là tin tức nóng nhất trong bản tin ngày hôm nay. Giáo Felix sắp gia nhập Atletico Madrid với mức phí khó tin. Tài năng trẻ của Bồ Đào Nha, giáo Felix, 19 tuổi, sắp gia nhập câu lạc bộ Atletico Madrid sau khi Benfica nhận được lời đề nghị trị giá 113 triệu bảng vào hôm thứ Tư tuần này. Felix đã được nhiều câu lạc bộ để mắt đến nhưng Atletico Madrid được cho là đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành sự phục vụ của cầu thủ 19 tuổi này. Đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone đã đưa ra lời đề nghị nhiều hơn mức phí giải phóng của Felix tới 6 triệu bảng. Tuy nhiên Atletico Madrid muốn thanh toán từng đợt thay vì trả trước. Sở dĩ Atletico Madrid có thể phá két mua giáo Felix là bởi họ sắp bán được Griezmann cho Barca với giá 107 triệu bảng. Felix đã ghi được 20 bàn thắng và đóng góp 11 pha kiến tạo trong 43 trận đấu cho Benfica vào mùa giải trước. Hợp đồng hiện tại của anh với Benfica sẽ đáo hạn vào hè 2023. Inter muốn mượn Lukaku. Trong khi bế tắc về việc đàm phán phí chuyển nhượng với MU, câu lạc bộ Inter Milan đã đề nghị mượn tiền đạo Lukaku với giá 10 triệu bảng trong vòng 2 năm. Bên cạnh đó, Inter Milan muốn thỏng điều khoản mua Đức trị giá 55 triệu bảng. Lukaku đã được liên hệ gia nhập Inter Milan trong mùa hè này. Tuy nhiên đội bóng của Serie A vẫn chưa đạt được thỏa thuận với MU về phí chuyển nhượng. Trong khi MU muốn bán Lukaku với giá 75 triệu bảng thì Inter chỉ có thể bỏ ra 55 triệu bảng. MU có thể tiếp tục từ chối đề nghị của Inter Milan về trường hợp của tiền đạo người Bỉ. Lukaku đã mất suất đá chính trên hàng công của MU và anh rất muốn chuyển sang Inter trong mùa hè này. Indonesia liên minh với Australia để chạy đua đăng cai World Cup 2034. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia, PSSI, Jatika đã xác nhận rằng Indonesia muốn liên minh với Australia để chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034. Ban đầu, Indonesia đã mời Thái Lan cho chiến dịch này nhưng đất nước xứ chùa vàng bất ngờ bỏ cuộc giữa chừng. Bà Jatika cũng cho biết Indonesia sẽ hoan nghênh nếu các quốc gia của Đông Nam Á như Singapore, Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia gia nhập liên minh của mình để cùng chung sức trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2034. Được biết, Indonesia đang hợp tác cùng Australia để phát triển bóng đá tại Tây Java và Maluku. Do vậy, hai nước này có thể dễ dàng phối hợp trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup. Trước khi chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034, Indonesia muốn có kinh nghiệm tổ chức các giải đấu quốc tế lớn và họ đặt mục tiêu là giành quyền đăng cai giải U20 World Cup 2021. VFF muốn ký hợp đồng có hạn đến 3 năm với huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã về Hàn Quốc nghỉ phép một tuần nhưng người đại diện Lee Jong-jun chiều qua đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên với tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xung quanh kế hoạch tái ký hợp đồng của thầy Park. Vốn sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 1 năm 2020. Mặc dù đây là buổi làm việc kín của hai phía nhưng theo tìm hiểu, tổng thư ký Lê Hoài Anh thay mặt lãnh đạo VFF bày tỏ mong muốn được tiếp tục gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo với thời hạn 3 năm. Tính từ 2020 đến 2022, hợp đồng hiện tại của huấn luyện viên Park Hang-seo với VFF có hiệu lực từ tháng 10 năm 2017 và sẽ kết thúc cuối tháng 1 năm 2020. So với mức lương hiện tại là 20.000 đô la Mỹ một tháng sau thuế, nếu đặt bút ký gia hạn hợp đồng, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ được tăng lương gấp đôi lên 40.000 USD tháng. Ngoài ra, VFF còn phải trả lương cho đội ngũ trợ lý người Hàn của ông ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam lên tới gần chục người. Salah tỏa sáng, Ai Cập thắng Cộng hòa Dân chủ Congo 2-0.
Ai Cập đã giành chiến thắng thứ nhì ở bảng A tại CAN 2019. Họ đã đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo với tỷ số 2-0 tại sân vận động quốc gia Cairo. Ahmed El Mohamadi, cầu thủ thuộc biên chế Aston Villa, đã mở tỷ số cho Ai Cập ở phút 25, 2 phút trước khi kết thúc hiệp 1. Ngôi sao của Liverpool, Mohamed Salah đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Ai Cập. Ở trận đấu còn lại của bảng A, Uganda đã hòa 1-1 với Zimbabwe. Với 6 điểm sau 2 trận đấu, Ai Cập đang dẫn đầu bảng A và hơn đội nhì bảng là Uganda tới 2 điểm. Man City muốn thay thế David Silva bằng Isco. Theo tờ Marca, Tây Ban Nha, huấn luyện viên Pep Guardiola muốn thay thế David Silva bằng Isco. Tiền vệ David Silva cho biết anh sẽ rời Man City sau khi mùa bóng 2019-20 kết thúc. Do vậy, nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh đã lên kế hoạch tìm người thay thế David Silva và huấn luyện viên Pep Guardiola đã đưa Isco vào tầm ngắm. Isco đã không còn chỗ đứng trong đội hình của Real Madrid và thậm chí được đưa vào danh sách thanh lý của đội bóng chủ sân Betmaber. Real Madrid có thể chấp nhận bán Isco với giá 80 triệu euro. Hợp đồng của Isco với Real Madrid sẽ đáo hạn vào năm 2022. Mặc dù Isco muốn ở lại Real Madrid, tuy nhiên việc sang Man City có lẽ là lựa chọn tốt nhất với cầu thủ 27 tuổi này. Euro 2020 đang đến gần và Isco cần được ra sân nhiều hơn để có thể giành suất thi đấu ở đội tuyển Tây Ban Nha. Do vậy, anh có thể chấp nhận chuyển sang Man City. Toni Kroos vẫn trách Bayern, trả lời phỏng vấn với Sportbild. Toni Kroos khẳng định đội bóng cũ Bayern Munich đã sai lầm khi bán anh cho câu lạc bộ Real Madrid vào hè 2014. Bên cạnh đó, ngôi sao người Đức cũng cho biết dự định treo giày khi anh bước sang tuổi 33, cũng là thời điểm giao kèo hiện tại với Los Blancos đáo hạn. Đồng thời tuyên bố sẽ không tới Trung Quốc, Qatar hay Mỹ chơi bóng dưỡng giả. Barca cử siêu điệp viên tiếp cận De Ligt. Theo mở Ấn Độ Deportivo, Barca vẫn đang nỗ lực theo đuổi Matip De Ligt bất chấp thất thế trước Juventus. Paris Saint-Germain về khả năng tài chính. Thậm chí mới đây, nhà vô địch La Liga còn biệt phái trung vệ Zlatan theo kèm ngôi sao 19 tuổi hòng thuyết phục anh cập bến sân Nukem. Nguyên nhân vì cả hai đều đang nghỉ mát ở Bahamas. Paris Saint-Germain gạ Barca đổi Neymar lấy Á quân World Cup, song song với thương vụ De Ligt, Barca đang tích cực xúc tiến quá trình đàm phán với Paris Saint-Germain để mua lại Neymar. Theo AS và Marca, nhà vô địch Ligue 1 cũng tỏ rất thiện chí, thậm chí sẵn sàng để Neymar ra đi nếu gã khổng lồ xứ Qatar lăng trồng một khoản tiền kèm tiền vệ Ivan Rakitic. Real Madrid chuẩn bị đẩy tiểu Neymar ra đi. Sau khi chiêu mộ thành công Eden Hazard, Real Madrid đang cân nhắc đẩy tài năng trẻ Vinicius ra đi dưới dạng cho mượn ở mùa giải 2019-20. Hiện giói ổ Vallecano, Real Betis, Real Sociedad và Espanyol là những đối tác sẵn sàng đàm phán với đội bóng Hoàng gia. Ngôi sao 18 tuổi được xem là điểm sáng của Real trong mùa giải vừa qua với 4 bàn thắng trên 31 trận. Chelsea sắp mua đứt sao Real Madrid. Chelsea đang hoàn tất mọi thủ tục mua đứt Mateo Kovacic từ Real Madrid và nhiều khả năng trong 24 giờ nữa. Tiền vệ người Croatia sẽ chính thức thuộc biên chế The Blue. Mùa giải 2018-19, Kovacic thi đấu khá nổi bật, ra sân 51 trận trên mọi đấu trường. Trong khi đội chủ sân Stamford Bridge đang đối mặt với án cấm chuyển nhượng. Mục tiêu hụt của Liverpool tới Milan giá bèo. Calcio Mercato tiết lộ, Lyon đang cân nhắc nghiêm túc khả năng bán Nabi Fekir cho AC Milan với mức phí 35-40 triệu euro. Con số quá thấp so với khả năng của ngôi sao tấn công 25 tuổi bởi anh chỉ còn một năm hợp đồng với cựu vương Ligue 1. Đầu kỳ chuyển nhượng, giới truyền thông đồn đoán Fekir suýt gia nhập Liverpool với giá 60 triệu euro nhưng thương vụ lại đổ bể vào phút chót. Hà Nội và Bình Dương sẽ gặp nhau ở trận chung kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019. Đây là một chiến tích nữa của bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Hà Nội và Bình Dương chính là những đại diện xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, sau chiến tích lọt vào trận chung kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019.
Chặng đường tuy chưa đủ dài để đánh giá về khả năng của hai đội ở giải năm nay, nhưng lại là một bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực. Đặc biệt là sau những chiến tích của DT Việt Nam sau vài năm trở lại đây. Hà Nội và Bình Dương, một cách tình cờ, có những thông số rất tương ứng ở vòng bảng. Họ đều có được 13 điểm sau 6 trận vòng bảng, cùng có 4 chiến thắng, một trận hòa và một trận thua, chỉ khác là Hà Nội đứng đầu bảng trong khi Bình Dương đứng nhì bảng. Sau xế lẹt đội cũng đã gặp Hà Nội và nhận thất bại ở loạt bán kết. Tại loạt bán kết, trong khi Hà Nội vượt qua xế lẹt với cách biệt một bàn, 3-2 sau 2 lượt, thì Bình Dương phải nhờ đến lượt bàn thắng sân khách để loại TSM, hòa 2-2 sau 2 lượt. Gọi là chiến thắng của bóng Việt Nam bởi trong đội hình hiện tại của Hà Nội và Bình Dương đều có những nhân tố đã và đang đóng vai trò bộ khung của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Với Hà Nội là Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Quyết, Hùng Dũng, còn với Bình Dương chính là tiền đạo Anh Đức, chân sút được coi là không thể thay thế dưới thời ông Park. Cùng những gương mặt quen thuộc khác như tiền đạo Tiến Linh hay hậu vệ Hồ Tấn Tài,